Chương 1038 Xuất phát phần 1. Chuyện liên quan tới sự giàu dĩ của mình, Bạch Tiểu Thuần cũng không có tiện nói cùng Hứa Bảo Tài. Hắn chỉ có thể phiền muộn, cố khống chế trái tim đang đập rộn lên. Phải Hứa Bảo Tài đi, sau đó hắn ngồi một mình chỗ đó liên tục thở dài. Có ai không đây? Bạch Tiểu Thuần gãi đầu, lo được lo mất. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần do dự là không quyết được một hồi. Lại qua 3 ngày, vào trưa ngày thứ 3, một đạo pháp chỉ của bán thần não tổ được chuyển khắp tinh công đạo cực tông, tiến tới khuếch tán tất cả khu vực đồng mạch thông thiên hà. Bên trong pháp chỉ có 2 chuyện được chuyển xuống. Chuyện thứ nhất là nói cho mọi người biết, sau khi chiến thuyền đi tới thông thiên đảo được 1 tháng, đến lúc đó mọi người bước vào sẽ được đưa đi thông thiên đảo. Nếu không vượt qua sẽ mất tư cách báo danh thí luyện thiên tôn thu đồ đệ. Nói về vận chuyện thứ hai chính là nói ra địa điểm thí luyện rõ ràng, yêu cầu thiên tôn thu đồ đệ, còn nói phần thưởng thọ nguyên đàn ngàn năm. Người đạt được danh hiệu đứng đầu thiên tôn thu hắn làm đệ tử. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư thưởng cho thọ nguyên đàn ngàn năm. Người thứ năm đến người thứ 10 bàn thọ nguyên đàn bán thiên. Từ 11 đến 100 được ban thưởng thọ nguyên đàn 100 năm. Tin tức vừa ra nhất thời mọi người chấn động. Những tu sĩ vốn là tới gần tinh không đạo cực tông, mỗi người vô cùng kích động. Mà những người còn đang ở trong tông môn mình, đối với việc này thiên tôn thu đồ đệ, họ không mấy hứng thú. Hoặc những người vẫn đang do dự nghe được chuyện này đều kích động, mắt lộ điên cuồng. Thiên nguyên đan ngàn năm, có đan dược này ta đột phá thiên nhân cũng không phải mộng tưởng. Lão phu không tranh thủ được thọ nguyên nghìn năm, nhưng thọ nguyên trăm năm vẫn có thể làm được. Liều mạng. Ầm ầm tiếng động vang. Theo tin tức truyền ra, ngay lập tức mọi chỗ thầm sơn ở thông thiên hà đông mạch bùng nổ. Một ít tu sĩ không phải thuộc tông môn mà là lão quái tán tu đều kích động lựa chọn tham gia chuyện này. Thật ra thọ nguyên đan đối với những người càng già nua lại càng có hấp dẫn lực kinh người, khiến họ cơ bản không có biện pháp chống cự. Thông thiên hà đông mạch trở nên điên cuồng. Đồng thời ba mạch khác, sau khi ở từng cái nguyên đầu tông môn chuyển tin tức, cũng đều điên cuồng. Không nói tới tất cả thiên kiêu, nhưng gần như những người này cảm thấy mình có nắm chắc, đều lập tức quyết định muốn đi tham dự thiên tôn thu đồ đệ. Thậm chí ngay cả đám Bạch Trấn Thiên cũng động lòng, càng không phải nói tới cường giả nguyên anh mấy cái tông môn trung du thông thiên hà đông mạch. Ngân Hà Tông, Đạo Hà Tông cùng Cực Hà Tông rất nhanh họ là liền lao về phía tinh không đạo cực tông. Thậm chí trong nghịch Hà Tông cũng như vậy, Tống Quyết cùng 5 người tu sĩ nguyên anh khác bao gồm Vô Cực Tổ đều lập tức lên đường xuất phát. Về phần Lý Thanh Hậu, sau khi hắn do dự một hồi lại không tham dự mà ở lại nghịch Hà Tông. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người tham dự vào chuyện này, tâm tư Bạch Tiểu Thuần càng giàu dĩ. Cho tới qua 8 ngày sau, Trương Đại Bàn cũng là tới tìm Bạch Tiểu Thuần, muốn Bạch Tiểu Thuần giúp một tay, xem có thể giản xếp một chút không. Tu vị hắn không đủ lại muốn tham dự lần tạo hóa tuyệt thế này. Cảnh tượng như vậy khiến Bạch Tiểu Thuần không khỏi thở dài một tiếng. Sau đó, hắn hung hăng cắn răng một cái. Có thể trở thành đệ tử thiên tôn hay không, hắn cơ bản không quan tâm. Nhưng hắn này là sư phụ Minh Hoàng, thiên tôn sẽ có tư cách thu hắn làm đệ tử. Nhưng những thọ nguyên đan này khiến hắn mấy ngày qua không ngon, ăn không ngon, ngủ không yên, thật muốn phát điên. Cứ thử một cái, dù không chiếm được thọ nguyên đan ngàn năm, 500 năm cũng tốt. Mấy ngày nay Bạch Tiểu Thuần vì giàu dĩ dãy dụa, mặt có chút tơ máu. Lúc này hắn khẽ gầm một tiếng. Sau khi có quyết định, Bạch Tiểu Thuần lập tức bắt tay tiến hành chuẩn bị. Cùng lúc đó, hắn phải chiếu cố đám Tống Quyết cùng Vô Cực Tử đã tới nghịch Hạ Tông. Về phần phương diện khác là vì thí luyện, phải chuẩn bị các loại đan dược cùng dược thảo. Trong thí luyện lần này nhất định tồn tại đánh giết. Ôi, chỉ có thể chuẩn bị thêm nhiều một chút. Cũng may hiện tại thân phận Bạch Tiểu Thuần tôn quý, dựa vào địa vị thái thượng trưởng lão điều động qua rất nhiều tài nguyên. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng nghĩ đến cái chuyện lần này ra ngoài không biết phải mất bao thời gian. Mặc dù sinh cơ đan mình không ít, nhưng Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới bất tử huyết tiêu hao. Vì vậy trên phương diện đan dược, thảo dược lại bỏ thêm một khoản cực lớn. Cuối cùng lại là chuyện của Trương Đại Bàn. So với việc Hứa Bảo Tài,
Trương Đại Bàn đã kết đan hậu kỳ, cách tiêu chuẩn thiên tôn thu đồ đệ chỉ thiếu một chút. Bước này để cho những người khác đi trợ giúp rất khó. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói không phải không làm được. Chỉ cần nâng cao quá nhanh sẽ có một chút tai họa ngầm lưu lại. Mà khi hắn nói cho Trương Đại Bàn biết tất cả hậu hoạn xong, Trương Đại Bàn vẫn chấp nhất. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát gật đầu, vì vậy hắn là giúp đỡ Trương Đại Bàn đột phá. Chỉ điều trên phương diện thời gian hiển nhiên là không kịp. Hiện tại có hơn 10 ngày, chiến thuyền sẽ mở ra xuất phát. Dù sao Bạch Tiểu Thuần cũng là thái thượng trưởng lão. Một câu của hắn khiến cho Trương Đại Bàn trở thành người đi theo chiến thuyền. Những điều mà hắn làm cũng chỉ có vậy. Nếu như sau khi tới Thông Thiên Đảo, tôi bị Trương Đại Bàn đột phá liền có thể thuận lý thành trương tham dự thí luyện. Nhưng nếu không đột phá, lại chỉ có thể ở lại chiến thuyền, đợi những người thí luyện trở về cùng nhau quay lại tinh không đạo cực tông. Ở trong sự chuẩn bị của Bạch Tiểu Thuần, sau nửa tháng, cả lúc càng nhiều tu sĩ dũng mãnh tràn vào khu vực phụ cận tinh không đạo cực tông. Tất cả đều đang đợi ngày chiến thuyền mở ra. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Cho tới sáng ngày hôm nay, tất cả nguyên anh tu sĩ gần tinh không đạo cực tông, mỗi người hít thở dồn dập, bay tới giữa không trung, nhìn phía xa thải hồng, có một chiếc chiến thuyền cực lớn trên thông thiên hải. Giờ phút này chiến thuyền chấn động mạnh, giống như mãnh thú truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau tiếng nổ vang, chiến thuyền rốt cuộc chậm rãi quay đầu thuyền. Chương 1039, xuất phát phần 2. Cùng lúc đó, từ chỗ cao nhất trên tử sắc thải hồng truyền tới giọng Tang Thương, lại mang theo uy nghiêm của bán thần lão tổ. Người tham gia dự thí luyện, nhanh chóng lên thuyền. Lời vừa thoát ra giống như thiên lôi lổ lớn vang vọng bên trong toàn bộ thiên địa. Nhất thời những tù sĩ nguyên anh bốn phía xung quanh, mỗi người kích động nhanh chóng bay ra, lao thẳng phía chiến thuyền. 10, 20, 50, 100 đạo. Toàn bộ tù sĩ nguyên anh ở thông thiên hà đông mạch, không nói tất cả đều tới, nhưng người tới không ít. Lúc này có chừng hơn 200 bóng người hóa thành cầu vồng, từng người hạ xuống chiến thuyền. Bên trong có Tống Khuyết Vô Cực Tử, có 3 vị tù sĩ nguyên anh một mạch Đan Khê và Huyền Khê của Nghịch Hạ Tông. Còn có tù sĩ ba tông các, về bản thân tinh không đạo cực tông cũng không ít. Giống đám Bạch Lần, Triệu Thiên Kiêu tất cả đều hiện thân. Về phần đám Bạch Chấn Thiên, thời điểm nghe Bạch Tiểu Thuần muốn tham dự chuyện này, trong sự phiền muộn cảm giận họ là lựa chọn buông tha. Vì vậy lần này thiên nhân duy nhất chỉ một mình Bạch Tiểu Thuần. Mà nếu hắn là thái thượng trưởng lão, tất nhiên trở thành người bảo vệ chiến thuyền lần này, chịu trách nhiệm về nhiều đệ tử trên chiến thuyền. Thời điểm hắn bước lên chiến thuyền, phần lớn tù sĩ trên tiến thuê chiến thuyền, nhìn phía Bạch Tiểu Thuần mắt mang kính nể còn có cùng kính bái kiến. Dù đối với thân phận mình hắn là chọn thành thói quen, nhưng người khác bái kiến hắn cũng là đã chán ngấy. Khi thấy nhiều nguyên anh như vậy dường như rất sợ hãi mình, Bạch Tiểu Thuần là nhất thời cao hứng. Ai, xem ra ta thật sự ưu tú quá. Chưa từng cố gắng cho nắm bất chỉ bất giác liền trở thành thái thượng trưởng lão. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đắc ý, hắn vội hò khan một tiếng, tay áo khẽ vung, trên mặt hắn biểu hiện một ít biểu tình xúc động. Nghĩ tới năm đó, mình lần đầu tiên bước vào chiến thuyền này vẫn chỉ là một đệ tử. Trần Hạ Thiên là người bảo vệ, mà giờ đây Trần Hạ Thiên thấy mình phải đi đường vòng. Cũng đang than thở, còn Tống Khuyết, Triệu Thiên Kiều, họ nhìn chiến thuyền, nhìn Bạch Tiểu Thuần lòng có sự chấn động mức độ khác nhau. Chỉ là so sánh Triệu Thiên Kiều đang thổn thức, Tống Quyết lại cúi đầu lòng thầm mắng. Bạch Tiểu Thuần này tu bị thiên nhân xem náo nhiệt cái gì chứ, sao hắn cũng tới. Trong lúc Tống Quyết đang phiền muộn, Bạch Tiểu Thuần vừa xúc động vừa không chút do dự, vận dụng quyền lực của mình, an bài cho mấy người Triệu Thiên Kiều Bạch Lần, Nghịch Hà Thông những căn phòng tốt trên chiến thuyền. Quyết nhì tới đây, dựng an bài cho người một cái phòng lớn để ở. Bạch Tiểu Thuần thấy Tống Quyết bên trong đoàn người ngoắc tay không khỏi hô một câu. Nhất thời mặt Tống Quyết tối sầm, trước đó hắn trước sau cúi đầu không muốn nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn nghĩ không tới mình tránh né ẩn nấp vẫn bị Bạch Tiểu Thuần chú ý. Đáng chết, Bạch Tiểu Thuần này không để tay yên được sao? Sớm biết rằng hắn cũng tới đánh chết ta cũng không tham gia. Lòng Tống Quyết muốn phát điên, phiền muộn vô cùng, nhưng hắn vẫn chống đỡ không được trước sự hấp dẫn của gian phòng lớn. Vì vậy hắn kiên trì ở trong ánh mắt hâm mộ tù sĩ nguyên anh tứ phía xung quanh, chậm rãi mà đi về phía Bạch Tiểu Thuần.
Không qua bao lâu sau khi an bài mọi người xong, Bạch Đạo Tuấn hít một hơi sâu chợt vung tay. Xuất phát. Theo lời hắn nói, chiến thuyền phát ra âm thanh trùng thiên. Những đệ tử chịu trách nhiệm điều khiển chiến thuyền lập tức toàn lực thi pháp. Nhất thời chiếc chiến thuyền ở trong những tiếng lộ lớn này lại chậm rãi đi về phía trước, càng lúc càng nhanh. Dần dần chiến thuyền tiến thẳng vào bên trong thông thiên hải, một đường rẽ sóng thuận gió đi xa. Gần như trong một cái phất tay của Bạch Tiểu Thuần, chiến thuyền cực lớn ở thông thiên hải này lao nhanh về phía xa. Gần như tất cả đệ tử tinh không đạo cực tông trên thải hồng lúc này mỗi người đều kích động. Cuối cùng đã đi. Trời xanh có mắt, Bạch lão quách này xem như rời khỏi tông môn. Mỗi ngày hắn ở đây đối với ta mà nói đều là kinh hãi run sợ. Chúc cho lần này có thể ngã xuống bên trong đó, khiến lão thiên gia lấy đi cái tai họa này. Người từ nông thôn đến đáng chết kia cuối cùng hắn cũng năn đi. Nhanh cút khỏi tinh không đạo cực tông chúng ta. Lúc này đệ tử tinh không đạo cực tông vô cùng kích động. Thậm chí một vài đệ tử mạch vành mắt có nước mắt. Càng có một số người không biết lấy từ đâu ra trường trống giống như là mừng lễ năm mới. Toàn bộ tinh không đạo cực tông nhất thời tràn trề một bầu không khí vui sướng. Những tiếng hoan hô, tiếng kích động, tiếng chiêng trống vang trời. Bọn họ thực sự không có cách nào. Bạch Tiểu Thuần này tu vị cao, thần phận cao. Họ đánh không lại, đố kỵ trong lòng đến cực hạn. Nhưng lại không dám biểu hiện quá mức lộ liễu, áp lực vô cùng. Hiện tại khi thấy Bạch Tiểu Thuần rời khỏi đây, họ hưng phấn không cách nào hình dung. Thanh âm náo động này chuyển rất xa. Và lúc này dù là chiến thuyền đang bay nhanh, vẫn chưa quá xa. Đứng trên thuyền, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên nghe được tiếng hoan hô tinh không đạo cực tông phía sau. Hắn trợn trừng mắt vội hò một tiếng, lòng vô cùng cảm động, cảm thấy nhất định mình quá ưu tú. Nếu không tại sao mỗi khi mình rời khỏi một nơi nào đó, mọi người cho đó là vui vẻ tiễn mình đến mức kinh người đến vậy. Đã lâu không nghe được âm thanh như thế. Xem đi, họ luyến tiếc ta tới mức nào, mắt thấy ta rời đi đều là vui vẻ đưa tiễn. Từ nhỏ xa mặt Bạch Tiểu Thuần là rất dày. Lúc này hắn là nhìn phía đám Tống Khuyết cùng Triệu Thiên Kiều đang đứng bên cạnh cảm thán. Tống Khuyết trầm mặc, thân sắc Triệu Thiên Kiều lại đầy cổ quái. Bạch Lân đứng đó chỉ có thể cười khổ. Không được, nếu bọn họ đưa tiến tài như vậy, Bạch Tiểu Thần ta là thần thái thượng trưởng não, sao không biểu thị một chút? Người đầu dừng thuyền lại cho ta. Bạch Tiểu Thần hất cảm đối với lời lẽ của đám tinh công đạo cực tông này. Hắn biểu hiện ra sự đại lượng, lòng hắn là sớm mang thù. Lúc này suy nghĩ không thể để cho những người đó vui mừng được, vì vậy tay áo vung lên. Chương 1040, giấc mộng Trường Đại Bàn. Hắn là người mạnh nhất trên thuyền, lời hắn dù là đệ tử thuyền không muốn cũng chỉ là tuân theo. Phút chốc chiếc thuyền dừng lại. Lúc này đệ tử bên tinh công đạo cực tông phấn chấn hoan hô, nhưng thời điểm họ đang kích động còn sôi trào, bỗng không biết ai là người đầu tiên thấy chiến thuyền dừng lại. Nhất thời kinh ngạc là thất thanh. Mọi người mau nhìn, sao chiến thuyền lại dừng lại như vậy? Chả chuyện gì xảy ra? Hắn sẽ không đi. Rất nhanh càng nhiều người nhìn thấy chiến thuyền dừng lại. Phút chốc tinh công đạo cực tông nhất thời yên tĩnh. Vô số mắt mang lo được lo mất, đồng thời nhìn chiến thuyền lòng khẩn trương. Mà giờ khắc này chiến thuyền Bạch Tiểu Thuần đứng đó nhìn tinh không đạo cực tông phía xa. Khi thấy không còn nghe tiếng hoan hô cùng tiếng chiêng trống, Bạch Tiểu Thuần là vội ho một tiếng. Xem ra tất cả mọi người luyến tiếc ta. Thôi đi. Quay thuyền trở về, ta cùng bọn họ nói lời từ biệt một chút. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình là một người rất nễ phép. Lúc này mặt lộ vẻ tươi cười, lời nói ra lại nghe đám Tiểu Thiên Kiêu cùng với cả Bạch Lân lập tức đưa mắt nhìn nhau. Mà trên chiến thuyền lúc này theo mệnh lệnh, Bạch Tiểu Thuần từ từ lần nữa quay trở về tinh công đạo cực tông. Cảnh tượng như vậy nhất thời đệ tử tinh công đạo cực tông trực tiếp muốn bùng nổ. Thần sắc đại biến, tâm thần có thiên nồi vang vọng. Hắn sao lại quay trở lại? Đã xảy ra chuyện gì? Sao có thể như vậy? Điều tại các người, lúc trước quá kiêu ngạo, hiện tại hắn không đi, sao bây giờ? Trong lúc mọi người vô cùng khẩn trương lo lắng không ngừng, bỗng từ tử sắc tài hồng chỗ cao chuyển đến thanh âm rít cao của bán thần não tổ tình không đạo cực tông. Bạch Tiểu Thuần, chậm trễ nữa chính là muốn tìm đường chết, người rốt cuộc đi hay không? Thanh âm giống như là từng trận thiên lôi ầm ầm nổ vang trong trời đất, khiến trời cao biến hóa, phong vân chuyển động, thông thiên hải là dâng lên sóng lớn. Bạch Tiểu Thuần bị chấn động tới mức lỗ tai đau đớn, thân thể run rẩy. Ta chẳng qua là muốn cùng bọn họ cáo biệt mà thôi. Thôi đi, thay đổi phương hướng, mục tiêu thông thiên đảo. Bạch Tiểu Thuần bĩu môi, vội vàng hô to, lòng hắn dâng lên sự xúc động vô hạn.
nhưng mà hắn lại không có cách nào, hắn cảm thấy mình đánh không lại vị bán thần lão tổ kia. Lúc này, hắn chỉ có thể thở dài, sử dụng ánh mắt lặng lẽ nhìn Tinh Không Đạo Cực Tông, xem như là cáo biệt. Rất nhanh chiếc thuyền này thay đổi phương hướng, lần nữa lao về phía sâu bên trong Thông Thiên Hải, càng lúc càng xa tới khi biến mất ở cuối tầm mắt. Cũng chính lúc đó xác định Bạch Tiểu Thần đi thật, đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông cuối cùng thả lỏng thở một hơi, mỗi người lại kích động. Vào giờ phút Bạch Chấn Thiên bế quan kết thúc, hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy thiên địa tốt đẹp như thế. Lúc này hắn mỉm cười rời khỏi chỗ ở. Còn về Lý Hiển Đạo, dù quan hệ giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần đã hỏa hoãn, nhưng thời gian Bạch Tiểu Thuần ở đây hắn cảm thấy lòng không tự nhiên. Lúc này chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, cảm giác lâu ngày không thấy lại hiện lên. Mà hiện tại Trần Hạ Thiên tán tu ở bên ngoài cũng biết chuyện Bạch Tiểu Thuần rời khỏi đây, hắn cũng kích động. Gia hỏa đáng chết này, cuối cùng cũng đi. Trần Hạ Thiên hít một hơi thật sâu, lòng là rào rạt phấn chấn, thoáng một cái lao thẳng về chỗ Tinh Không Đạo Cực Tông. Trên Thông Thiên Hải, gió êm sóng lặng, nước biển màu vàng cho dù là đêm tối cũng khiến cho tù sĩ nhìn lại lại một phen phong cảnh khác. Nhất là lần này đi, không có giống Thiên Kiều Tinh Không Đạo Cực Tông năm đó đi vào chiến trường, cho nên ở trong lòng những tù sĩ nguyên anh trên chiến thuyền phần lớn là tương đối vững vàng, thậm chí họ có ý muốn qua lại quan hệ thân thiết. Dù sao, lần này Thiên Tôn thu đồ đệ, họ cần đối mặt với rất nhiều người. Đó là những người xa lạ trong ba mạch khác chưa từng gặp mặt, thậm chí bên phương pháp công pháp ở trên thói quen sinh hoạt hoàn toàn không giống. Bởi vậy, nếu mà đoàn kết với nhau, chuyến đi này là càng thuận lợi một chút. Nhưng mọi người đều là người của Thông Thiên Hà Đông Mạch, dù thật có người trở thành đệ tử Thiên Tôn, đều là hy vọng người khu vực mình, mà không phải tu sĩ ba mạch khác. Đồng thời những tu sĩ nguyên anh này đều là cực kỳ cung kính đối với Bạch Tiểu Thuần. Chỉ một cảnh tượng trước khi đi Tinh Không Đạo Cực Tông khiến lòng họ trùng quỷ có bất an. Khoảng thời gian ngắn không ai dám chủ động thăm hỏi Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy buồn chán. Trước đây thời điểm hắn đi Trường Thành tốn gần nửa năm, hiện tại chỉ cần đi Thông Thiên Đảo dựa theo thời gian tính toán cũng không chỉ nửa năm. Thời gian dài như vậy, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ chắc chắn phải làm chuyện gì. Việc đầu tiên phải làm chính là giúp Trương Đại Bàn đột phá tu vị. Dù sao, để chỉ cần đột phá thì Trương Đại Bàn có thể tham thí luyện Thiên Tôn thu đồ đệ. Nếu không đột phá, hắn chỉ là chờ sau khi những người khác kết thúc thí luyện cùng nhau về. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thần lập tức đi tới gian phòng Trương Đại Bàn, lấy quan hệ với Trương Đại Bàn. Bạch Tiểu Thần tất nhiên làm chủ cho hắn gian phòng thật không tệ, cũng chính là phòng lớn tầng thứ hai nắm ở hắn ở năm đó. Thời khắc Trương Đại Bàn đang đứng ở ngoài hiên gian phòng, thấy Thông Thiên Hải phía ngoài, tâm tình kích động. Cả đời này địa phương sâu xa nhất hắn tới được chính là từ một đệ tử Linh Khê Tông của Nghịch Hà Tông, sau đó là đến Tinh Không Đạo Cực Tông. Hiện tại cuối cùng hắn là rời khỏi Thông Thiên Đông Mạch, tâm tình càng phấn chấn. Trên thực tế năm đó, thời điểm Bạch Tiểu Thuần đi Trường Thành, dù hắn đang bế quan nhưng hắn cũng biết mình không có tư cách đi cùng. Lòng hắn ít nhiều là có chút phiền muộn tiếc nuối. Ở sâu trong lòng hắn cũng là cất giấu một ước mơ, đi đường thật xa, nhìn càng nhiều thiên địa. Trong 1041, trăm sông đổ về một biển. Phần 1. Trương Đại Bàn hít một hơi thật sâu, tâm tình kích động. Sở dĩ hắn kiên định muốn tới Thông Thiên Đảo như vậy, nói tới cũng đơn giản, thật ra trong hơn nửa tháng trước, hắn chưa bao giờ nằm mơ đột nhiên lại có một giấc mộng. Trong mộng, hắn thấy như đến một thế giới kỳ dị. Sau khi hắn tỉnh dậy, mơ hồ có cảm sự nói không nên lời. Hành trình lần này tới Thông Thiên Đảo đúng là bước ngoặt cuộc đời mình. Từ sau khi niệm đan của ta đại thành, dự cảm của ta dù bình thường không hay xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều rất chính xác. Lần này nhất định là tạo hóa lớn nhất đời ta. Trương Đại Bàn hít sâu một hơi, mắt càng kiên định. Cũng chính lúc này Bạch Tiểu Thuần tới. Tiểu Thuần, lần này ta nhất định có thể thành công đạt đến Nguyên Anh. Hơn nữa, người hãy nghe ta nói. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần tới, tầm từ Trương Đại Bàn trầm xuống, thần sắc nghiêm túc lại. Hắn nói giấc mơ của mình cho Bạch Tiểu Thuần được biết. Bạch Tiểu Thuần nghe xong có chút sửng sốt. Tới cuối cùng thần sắc cổ quái nhìn Trương Đại Bàn, mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng nhịn xuống, vỗ nhẹ vào vai Trương Đại Bàn. Đại sư huynh,
huynh sẽ làm được. Bạch Tiểu Thuần an ủi, lòng dạ lại nói thầm, cảm thấy Trương Đại Bàn này quá cố chấp, lại có thể tin tưởng vào một giấc mộng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần biểu hiện bên ngoài mặt lại không muốn nghi vấn đại sư huynh của mình, vì vậy trêu chọc vài câu. Tốt, đại sư huynh, nếu quả thật đại sư huynh tới thế giới kỳ dị kia, lúc về nhớ nói cho ta biết đó là nơi thế nào, cũng dẫn ta xem với. Trương Đại Bàn cười ha hà một tiếng gật đầu, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Bạch Tiểu Thuần, hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đối với đột phá tu vị của Trương Đại Bản, lúc trước Bạch Tiểu Thuần đã có chuẩn bị, hắn sử dụng một thiên nhân hồn đổi lấy thú hồn ngũ hành thiên. Dù sao hắn không có nhiều thiên nhân hồn, hơn nữa ngũ hành đều là chỉ có thể gặp không thể cầu, hắn không cách nào cho Trương Đại Bản có thiên đạo nguyên anh. Mặc dù không phải thiên đạo nguyên anh, nhưng bản thân thiên thú hồn nguyên anh cũng đến trình độ đỉnh phong. Với việc tương lai Trương Đại Bàn thăng cấp thiên nhân đều có trợ giúp cực lớn. Đây là tài nguyên đỉnh cấp. Bên trong tinh không đạo cực tông chỉ có thể luyện tuyệt thế thuyền kiều mới có thể được hưởng. Đối với điều này lòng Trương Đại Bàn biết rõ, sự cảm kích tràn ngập toàn thân. Thời gian trôi qua rất nhanh 3 tháng. Trương Đại Bàn muốn đột phá tu vị, dù là Bạch Tiểu Thuần hộ pháp, dù là có đan dược tài nguyên Bạch Tiểu Thuần cung cấp đầy đủ vẫn không quá thuận lợi. Thật ra loại cảnh giới niệm đan này rất kỳ dị, ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng không hiểu biết nhiều. Trước đây hắn là từng ở chỗ Phùng Hữu Đức mới biết được, hóa ra bên cảnh giới kết đan còn có niệm đan. Về phần Phùng Hữu Đức chỉ là nhờ lúc vô ý xem qua trong điển tịch, lúc đó hắn mới giật mình, chỉ là thông tin Trường Đại Bàn thông qua ở tông môn, dù có chiến lực không tầm thường, hiển nhiên không được tông môn lưu ý cho lắm. Từ điểm này mà nói có thể thấy, hình như tinh công đạo cực tông với niệm đan Trương Đại Bản cũng đâu có coi trọng. Mà lần này vì muốn giúp Trương Đại Bản đột phá, thời điểm lúc trước Bạch Tiểu Thuần gần đi, hắn là dựa vào thân phận mình tra xét các loại điển tịch tông môn ghi chép liên quan tới niệm đan. Thứ hắn có thể thấy tất nhiên là tỉ mỉ hơn so với Phùng Hữu Đức rất nhiều. Nhưng cho dù là kỹ càng tỉ mỉ cũng không có thấy đầy đủ được các mặt. Hắn chỉ biết niệm đan là có từ 5 tháng rất lâu trước đó. Những người lấy đi niệm, đi luyện linh, có thể tu thành chỉ là trên phương diện chiến lực tốt hơn so với tử đan địa phẩm mà thôi. Đến sau nguyên anh lại trở lên bình thường. Hơn nữa, tu sĩ niệm đan muốn đột phá cảnh giới tu vị lớn so với người khác càng khó khăn hơn rất nhiều. Bởi vậy niệm đan này lại có vẻ dường như yếu ớt. Đã từng có người nghiên cứu cẩn thận nhưng vẫn phải buông tha. Lâu ngày niệm đan không được mọi người coi trọng. Nhưng ở trong 3 tháng này, Bạch Tiểu Thuần gần như ở bất kỳ thời khắc nào đều quan tâm tới vận chuyển tu vị trong cơ thể Trương Đại Bàn, cho nên hắn chậm rãi phát hiện vài chỗ không đúng. Hắn phát hiện linh lực trong cơ thể Trương Đại Bàn giống như tồn tại một sợi tơ giống như ẩn như hiện xuyên qua toàn thân hắn. Nếu đổi lại những người khác thấy được cảnh tượng như vậy chỉ cảm thấy kỳ dị, sẽ không liên tưởng quá nhiều. Nhưng Bạch Tiểu Thuần cẩn thận quan sát một thời gian ngắn, hơi thở trở nên dồn dập, tâm thần chấn động. Bởi vì trong ký ức hắn, bên trong kim đan của mình trước kia từng có sợi tơ này. Ở hàn môn dưỡng niệm quyết từng có giải thích qua, đó gọi là niệm lực. Chẳng qua sau khi Bạch Tiểu Thuần đạt được thiền đạo nguyên anh, niệm lực bên kết đan của hắn năm đó dường như không ngừng lớn mạnh, chẳng biết vì sao lại biến mất. Về điểm này cho tới khi Bạch Tiểu Thuần đạt được thiên nhân cũng không nghĩ cẩn thận. Thời điểm hắn ở nghịch Hà Tông là hỏi qua Linh Khê Lão Tổ, nhưng Linh Khê Lão Tổ biết rất ít. Bạch Tiểu Thuần thấy vậy liền chôn vùi điểm này trong lòng. Hiện nay, thời điểm đang trợ giúp Trương Đại Bàn đột phá, Bạch Tiểu Thuần nhìn sợi tơ trong cơ thể đối phương, mắt hắn chớp động, lộ ra ánh suy nghĩ. Chẳng lẽ niệm lực của ta không biến mất mà là dung nhập vào trong linh lực tu vị ta? Bạch Tiểu Thuần vội kiểm tra, bất luận hắn như thế nào cũng tìm không ra. Rốt cuộc, cái gì là niệm lực? Bạch Tiểu Thuần không khỏi trầm ngâm. Hồi lâu sau hắn thở dài, với niệm lực này, hắn hiểu quá ít. Lúc này hắn chỉ có thể từ chốt Trương Đại Bàn thử tìm hiểu. Thời gian lại 1 tháng qua, thông thiên này màu vàng có đôi khi là dâng lên sóng lớn. Mặt biển thỉnh thoảng có thể thấy được một bóng dáng động vật biển kỳ dị như ẩn như hiện. Lúc mới đầu, những tu sĩ nguyên anh trên chiến thuyền đều hăng hái bừng bừng, đổi thành thói quen phóng tầm mắt nhìn ra. Trước mắt đều là cảnh tượng biển màu vàng, dần dần bắt đầu có người tĩnh tọa tu hành. Trong 1042,
Trăm sông đổ về một biển, phần 2. Về phần Trương Đại Bàn cũng bắt đầu bế quan lần cuối. Dựa theo phán đoán Bạch Tiểu Thần, Trương Đại Bàn đột phá chỉ là trong 2 tháng sắp tới. Trong khoảng thời gian này cũng không cần Bạch Tiểu Thần luôn luôn hộ pháp. Về phương diện niệm lực, Bạch Tiểu Thần cuối cùng cũng không có manh mối, chỉ có thể tiếp tục chôn trong lòng. Mắt thấy trên chiến thuyền vô cùng an tĩnh, người người đều đang tu hành. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, lại chỉ có thể ở trong gian phòng của hắn tu luyện. Bất luận là nhật nguyệt trường không quyết hay bất tử huyết, hắn tu luyện đều cần tài nguyên. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần rời Tinh Không Đạo Cực Tông là mang theo vô số tài nguyên. Cứ như vậy, trong chiến thuyền này, Bạch Tiểu Thuần phát ra một tia thần thức quan tâm tới Trương Đại Bàn, đồng thời bắt đầu luyện. So với nhật nguyệt trường không quyết, tu luyện bất tử huyết rõ ràng nhanh hơn không ít. Dù sao bất tử huyết này cần chân chính là sức sống. Theo nguyên tắc, chỉ cần có tài nguyên sinh cơ sung túc, muốn khiến cho người ta ở thời gian ngắn đại thành cũng không phải không có khả năng. Mà số lượng thảo mộc Bạch Tiểu Thần cần để thu hoạch sinh cơ là vô cùng lớn. Những thảo mộc bình thường có thể luyện thành sinh cơ đan, hiệu quả tất nhiên rất tốt. Nhưng cùng lúc sau khi Bạch Tiểu Thần thiên nhân luyện đan, chuyện nào ùn ùn kéo đến cho khiến nàng nghi ngờ quán với việc luyện đan càng ngày càng sâu. Về phương diện khác, hắn là dù sao cũng là trên chiến thuyền này tu luyện, hắn chỉ có thể thỉnh thoảng bên trong túi trữ vật lấy nhiều dược thảo trực tiếp ném vào trong miệng. Nếu đổi lại là người khác, nhất định không có cách nào cắn nuốt sinh cơ quạt dược thảo như vậy. Một khi thử sẽ bị sinh cơ này tràn đầy, phá vỡ khí huyết khiến thân thể no quá mà nổ. Nhưng ở chỗ Bạch Tiểu Thần lại không có lo lắng. Trong cơ thể hắn dường như là một hố đen thật lớn, vĩnh viễn không thỏa mãn. Theo thảo mộc bị Bạch Tiểu Thần nuốt vào, theo đó là lực sinh cơ khuếch tán, lập tức bị hố đen kia trực tiếp hút đi. Sau khi thu hoạch tới trình độ nhất định, hố đen này là tản ra ánh sáng màu đỏ, khiến cho máu toàn thân Bạch Tiểu Thần đều càng thêm sáng ngời. Cuối cùng lại một tháng qua đi, trong cơ thể Bạch Tiểu Thần xuất hiện giọt bất tử huyết thứ hai. Sau khi giọt thứ hai này xuất hiện, toàn thân hắn chợt chấn động, thậm chí quan sát trong đó có thể phát hiện máu trong cơ thể đều bị giọt bất tử huyết thứ hai này ngừng tụ ra màu sắc càng đỏ. Chỉ có một điều, sau hai mắt Bạch Tiểu Thần mở ra lộ ra một tia phiền muộn. Bất tử huyết này tiêu hao với sinh cơ quá lớn. Tất cả dược thảo ta lấy từ Tinh Không Đạo Cực Tông ra, hiện tại đã ăn hết một nửa, lại chỉ là ngưng tụ được một giọt. Bạch Tiểu Thần say mi tâm, thực sự hậm hực vô cùng. Nghĩ đến máu của toàn thân, mình sợ là có 2-3 vạn giọt máu, thậm chí nhiều hơn. Hắn cảm thấy cái ngày bất tử huyết đại thành còn xa vời mới bước tới được. Bạch Tiểu Thần có chút dầu dĩ, còn đang suy nghĩ có nên sử dụng biện pháp nào khiến cho tốc độ nhanh hơn không. Hắn bỗng ngẩng đầu lên nhìn về chỗ của Trương Đại Bàn, thoáng một cái thân thể hắn biến mất. Thời điểm xuất hiện là trực tiếp trong chỗ ở của Trương Đại Bàn. Tới khắc này thân thể Trương Đại Bàn run rẩy, trán có số lượng mồ hôi chảy xuống, khí thế bốn phía xung quanh thân thể kinh thiên động địa. Thân sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nhất thời trở nên nghiêm trọng. Hắn liếc mắt nhìn ra thời điểm này, thời khắc này Trương Đại Bàn đang đứng trong quá trình vỡ đan. Kết đan vào nguyên anh, cần vỡ đan thành anh. Về phần tác dụng của thiền thú hồn lại là giúp đấu thành anh. Đồng thời giống chất dinh dưỡng dùng nhập bên trong khiến thân thể tạo thành anh càng thêm tinh túy. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có chút do dự, tay phải bấm pháp quyết chỉ ra. Nhất thời một đạo ánh sáng màu trắng từ hắn bay ra. Trên người Trương Đại Bàn trực tiếp hóa thành một màn bào quang bao phủ toàn thân Trương Đại Bàn. Đồng thời thân thể Trương Đại Bàn run rẩy, rõ ràng hỏa hoãn không ít. Khí thế của hắn càng lúc càng mạnh. Tới cuối cùng, từ trong cơ thể trực tiếp là chuyển ra âm thanh răng rắc. Đó là thanh âm vỡ đan. Âm thanh này chuyển ra, trong chớp mắt thiên địa nổ lớn. Trên không trung phía trên chiến thuyền, nhất thời có gió nổi mây phun, rốt cuộc hình thành rất nhiều mây đen. Những mây đen đó va chạm với nhau, trong đó có từng tia chớp đan xen, khí thế dồi dào kinh động tất cả tu sĩ trên chiến thuyền. Mọi người đều đi ra nhìn về phía bầu trời. Tiếp phần, có người ở đây đang đột phá tu vị bước vào nguyên anh. Thời điểm mọi người giật mình bàn luận, bỗng nhiên không ít người à một tiếng, mắt to mở nhìn. Cái thanh âm đều là thoáng dừng, bởi vì thời khắc này bên ngoài kiếp vân họ thấy trên bầu trời nạt trời cao vặn vẹo, thình lình xuất hiện gương mặt cực lớn. Gương mặt này chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn lại có thể mở miệng trực tiếp nuốt một cái. Lúc tâm thần mọi người còn nổ vang, hắn trực tiếp nuốt kiếp vân kia vào trong miệng.
Kiếp vân kia so với hắn rõ ràng không bằng, bé nhỏ không đáng kể giống như thực vật. Cục diện khí thế kinh thiên chấn động tâm thần mọi người, khiến tất cả những người nhìn thấy đều há hốc miệng, ngây người hoảng sợ vô cùng. Nuốt kiếp vân. Lúc này tất cả tu sĩ nguyên anh trên thuyền là trợn mắt há hốc mồm. Họ không chỉ cảm thấy những điều trước mắt là vượt qua sự tưởng tượng của họ. Đây là thiên nhân sao? Cảnh tượng như vậy xuất hiện trên trời cao, khí thế thu hút tâm hồn người khác, khiến cho tất cả người nhìn thấy tâm thần đều chấn động, hoảng sợ vô cùng. Thật ra thiên nhân toàn bộ thông thiên hà đông mạch cũng chẳng có mấy người như vậy. Phần lớn trong những tu sĩ này cả cuộc đời không thể quen biết với thiên nhân. Hiện tại sau khi tận mắt thấy, lòng họ sớm bị cảnh tượng như vậy như là hình ảnh hoàn toàn chiếm đóng. Nhưng mà trong những nguyên anh đến từ khu Trung Du ba đại tông môn, mặt mỗi người hiện ra biến hóa kịch liệt, lòng họ là mãnh liệt quá nhiều so với tù sĩ nguyên anh ở hạ du cùng mặt du hoặc các tán tù khác. Trong 1043, không giống với thiên nhân, phần 1. Bọn họ tiếp xúc qua thiên nhân, đó là từng là lão tổ tông môn họ, chính là thiên nhân. Cũng chính bởi vậy họ biết rõ, dù là lão tổ bọn họ năm đó cũng đều làm không được điểm này. Đây chính là lôi kiếp. Dù là đối với thiên nhân mà nói, chỉ là lôi kiếp của nguyên anh vẫn là tai họa lớn vô cùng, người tầm thường hoàn toàn không thể lay động. Điều này đại biểu cho lực lượng vô thượng mạnh thiên địa. Nhưng mà hiện tại Bạch Tiểu Thuần lại có thể mở miệng nuốt vào. Tâm thần họ chấn động, đồng thời không chú ý tới những bạn đồng hành bên cạnh, mấy người thở gấp càng mạnh mẽ hơn họ. Mấy người này chính là đám Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Lân. So sánh những nguyên anh ở cùng vùng Trung Du, Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Lân tiếp xúc với thiên nhân không thể nghi ngờ càng nhiều hơn. Bản thân sư tôn họ, tổ phụ họ là thiên nhân, tài sông mắt nhuộm, hiểu rõ bọn họ đối với thiên nhân tất nhiên là tối đa. Nhưng càng như vậy, vào tới khắc này tâm thần họ không thể bình tĩnh, vẻ không có cách nào tin tưởng được lại là đặc biệt hiện rõ. Bởi vì không có tù sĩ nguyên anh nào hiểu rõ về thiên nhân hơn so với họ. Cho dù đám Bạch Trấn Thiên, Trần Hạ Thiên cũng không làm được điểm này. Có thể trực tiếp cắn nuốt kiếp phân, chỉ sợ là bán thần náo tổ mới có thể. Trên chiến thuyền vô số người bị trấn áp còn đang cảm giác như nằm mộng. Trên trời cao gương mặt Bạch Tiểu Thuần nuốt kiếp phân xong cũng từ từ biến mất. Trong gian phòng, Trương Đại Bàn trên chiến thuyền, Bạch Tiểu Thuần ngồi chỗ đó khoanh chân hộ pháp cho Trương Đại Bàn. Lúc này mắt chậm rãi mở ra. Trong mắt hắn chớp động, thoáng có một ý kinh ngạc khác thường, cùng có tia cổ quái. Lúc này ngẩng đầu, mắt giống như xuyên qua chiến thuyền trực tiếp nhìn trời cao. Là Hạo Nhi đang giúp ta sao? Bạch Tiểu Thuần có chút do dự. Thực tế từ trước khi hắn chế luyện nhị thập nhất sắc hỏa, không có xuất hiện thiên kiếp, hắn đã có suy đoán. Mà thiên kiếp vừa rồi nhìn như kinh người, sau khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, hắn lập tức phát hiện lực cuồng bạo trong lôi kiếp có thể nhanh chóng tự mình chuyển hóa thành linh lực thiên địa, lại có thể bị hắn hấp thu. Lúc này mới khiến hắn vừa rồi sừng sốt thần sắc cổ quái. Hắn thử hút một cái, nhất thời lực lượng thiên địa rồi dao này trực tiếp bị hắn nuốt xuống. Giờ các này nó vận chuyển trong cơ thể đang nhanh chóng bị hắn hấp thu. Thậm chí chỉ là nuốt một lần như thế, nhật nguyệt trường không quyết của hắn lại vận chuyển. Mặc dù không còn hoàn toàn tu luyện xong tầng thứ nhất, lại nhảy bước dài, tiết kiệm cho Bạch Tiểu Thuần chỉ ít là mấy chục năm tu hành. Tất cả điều này khiến cho hắn không thể liên tưởng tới Minh Hoàng, đệ tử mình nắm trong tay sinh tử luân hồi của mảnh thế giới, hình như chỉ có hắn mới có thể làm được điểm này. Đáng tiếc chuyện này hoàn toàn dù là Hạo Nhi chắc hẳn không thể thi triển ra nhiều lần. Nếu không sau này ta tu hành chẳng phải là muốn tới thì tới sao? Bạch Tiểu Thuần có chút tiếc nuối nhưng lòng cảm thấy rất ấm áp. Hắn cảm thấy bản thân mình năm đó nhận một đồ nhi thật tốt. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang xúc động, lúc này lòng những tù sĩ nguyên anh trên chiến thuyền với Bạch Tiểu Thuần dâng cảm giác kính nể còn mãnh liệt hơn so với trước vô số lần. Tuy chậm chậm tản đi, nhưng cảnh tượng hắn cắn nuốt kiếp phần lại vĩnh viễn in vào trong lòng họ. Về phần Trương Đại Bản, cũng vì Bạch Tiểu Thuần nuốt nồi kiếp, lúc này hắn thuận lợi đột phá tu vị. Trong cơ thể hắn, khí tức nguyên anh đang không ngừng tản ra. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn qua một chút, mặt lộ tươi cười, hắn nhìn thấu hiện tại Trương Đại Bàn không còn điểm đáng lo. Chỉ cần săn sóc ẩn cẩn một ít thời gian, tu vị nguyên anh hoàn toàn vững chắc liền có thể kết thúc tu hành. Lúc này,
Tâm tình vui sướng sau khi Bạch Tiểu Thần bố trí cấm chế bảo vệ bốn phía xung quanh trường đại bản xong, hắn nghênh ngang rời phòng, dẫn đến trên bòng thuyền của chiến thuyền. Trên đường đi, tất cả tu sĩ Nguyên Anh thấy hắn mắt mang sự tôn kính đối với cường giả lập tức bái kiến. Bạch Tiểu Thần vốn cao hứng vì trường đại bản đột phá tu vị thành công, mắt thấy họ như vậy tâm tình càng tốt. Đồ nhi này của ta thật không tệ, không chỉ giúp ta tăng nhanh tốc độ tu luyện, còn làm tất cả mọi người tôn sùng với ta đầy đủ, đơn giản là quá hiểu ta. Trong lúc đắc ý, Bạch Tiểu Thần chỉ cảm thấy thời tiết hôm nay tốt một cách khác thường. Lúc này hắn đứng trên boong thuyền, khóe mắt đảo qua, thấy cách đó không xa Tống Khuyết từ tầng 2 muốn đi xuống, bởi thấy mình lại lập tức muốn né tránh. Khuyết nhi tới đây, ngày hôm nay tiểu cô phu cao hứng dẫn người đi câu cá. Bạch Tiểu Thần cười ha hả một tiếng, tốc độ âm thanh truyền ra tất là nhanh hơn nhiều so với tốc độ Tống Khuyết lùi phía sau. Bước chân Tống Khuyết dừng lại cảm thấy phiền muộn vô cùng, mấy ngày qua hắn đều đang tránh né Bạch Tiểu Thuần, hắn nghĩ không tới lần này mình đi ra lại còn bị Bạch Tiểu Thuần thấy được. Lúc này hắn cảm thấy bất đắc dĩ, lại không dám không nghe, Tống Khuyết chỉ có thể buồn bực đi ra đứng cạnh Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không lưu ý đến tâm tình Tống Khuyết, hắn hít một hơi thật sâu, thân thể thoáng một cái trực tiếp từ chiến thuyền bay ra, tay phải giơ lên ấn một cái về phía thông thiên hải bên dưới, nhất thời nước biển quần cuộn trực tiếp lõm xuống. Vì bị nõm quá nhanh, khiến hơn 10 hải ngư chưa kịp lặn xuống trực tiếp bị Bạch Tiểu Thuần cách không chộp lấy, bắt tất cả qua. Hắn vơ tay đem những hải ngư này tới chiến thuyền. Những hải ngư này sinh hoạt trong thông thiên hải, mỗi con đều lực lượng kỳ dị, với tu sĩ mà nói là vật đại bổ. Dù tâm tình Tống Khuyết chịu áp lực khi thấy những hải ngư này tim cũng đập thình thịch, không cần Bạch Tiểu Thuần triệu oán hắn lập tức ra tay giúp đỡ bắt từng con. Những tu sĩ khác bốn phía xung quanh mỗi người lạc đều quen mắt. Bởi vì ngại uy thế của Bạch Tiểu Thuần, lúc này họ có vẻ có chút do dự. Trong 1044, không giống với thiên nhân phần 2. Tất cả động thủ đi, ngày hôm nay chúng ta ăn tiệc cá. Bạch Tiểu Thuần cơ bản không có chú ý chuyện nhỏ nhặt này. Hắn thấy mình cao hứng, chắc hẳn nên để cho mọi người cao hứng. Lời hắn vừa ra, những tu sĩ Nguyên Anh nhất thời bất ngờ. Cảm ơn Bạch tiên bối. Sau đó họ là ôm quyền lập tức tiến tới bắt những con hải ngư này một cách vui vẻ. Không ít người trực tiếp bay ra bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần, thần sắc cung kính. Đồng thời họ nhìn ra mặt biển, nóng lòng muốn thử. Chẳng nói vị trưởng lão Nguyên Anh tinh không đạo cực tông, hiểu với ba mạch các cũng động tâm không thôi. Dù hắn không có tham dự thí luyện thiên tôn, nhưng chuyện này có thể thu hoạch trên phương diện tu bị hắn tự nhiên mừng rỡ. Cứ như vậy, nhờ Bạch Tiểu Thuần ra tay, trong ngày này mọi người trên chiến thuyền đều thưởng thức món ăn mà cả đời họ rất khó được ăn, bữa tiệc thông thiên kim sắc hải ngư. Mà trong cuộc sống sau đó, Bạch Tiểu Thuần bình thường vẫn như vậy, hoặc câu cá, hoặc chính là thấy một ít động vật biển trân quý làm đan dược được lập tức ra tay. Lúc rảnh rỗi hắn tu luyện, hoặc là gọi vị trưởng lão đối với ba mạch khác hiểu rõ, hỏi một câu liên quan tới tình hình ba mạch khác. Dựa vào lực thiên nhân của hắn trên chiến thuyền ở thông thiên hải này, không nói hoành hành lại đủ trấn áp tứ phương. Bởi vậy, những tu sĩ Nguyên Anh kia là nhận được lợi ích, tu vị mỗi người càng tăng, họ cảm kích với Bạch Tiểu Thuần. Không có gì, mọi người đều là tu sĩ thông thiên hạ đông mạch. Nào nói tiếp, chúng ta cũng đều là người một nhà. Lần này thiên tôn thu đồ đệ lại có thọ nguyên đàn bàn thưởng, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, không để tu sĩ ba mạch khác cướp được tứ hạng cùng đan dược của chúng ta. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy mọi người lộ cảm kích, lòng hưng phấn hất cằm, tay áo vùng ra lớn tiếng nói: các người nhớ kỹ, khi đến địa điểm thí luyện nhất định phải đoàn kết. Khi thấy người chúng ta bị kỳ dễ, mọi người ra tay giúp đỡ cùng tiến lên. Thanh âm Bạch Tiểu Thuần càng nói lớn, các tu sĩ Nguyên Anh bốn phía xung quanh đều mỉm cười. Nhất thời họ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần ở đây rất thân thiết, thậm chí ngay cả những bạn đồng hành dẫn theo cũng giảm rất nhiều cảm giác cạnh tranh, trong lúc ở chung càng thêm hòa hợp. Tống Khuyết thấy cái cảnh tượng như vậy, dù hắn không muốn phục, lòng cũng phải thầm thở dài. Hắn hiểu rõ cách làm này của Bạch Tiểu Thuần vô hình chung là cứu mạng rất nhiều người. Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Lần đều suy nghĩ sâu xa. Hai người họ nhìn Bạch Tiểu Thuần hiện tại đầu hiện lên hình dáng Bạch Tiểu Thuần năm đó khi họ mới quen, lòng là cảm thấy vô cùng xúc động. Mắt thấy mọi người càng thêm hòa hợp, Bạch Tiểu Thuần cũng hết sức hài lòng. Thật ra cảm thấy nơi thí luyện thiên tôn lần này có sự nguy hiểm không rõ. Nếu mọi người đều là người của thông thiên hà đông mạch, có thể dùng hợp đoàn kết, như vậy chung quy là tốt hơn đơn đả độc đấu.
Bất luận cuối cùng họ nhận được thứ tự cùng đan dược thế nào, có thể giữ được tính mạng mới là cơ bản nhất. Thời gian trôi qua nhanh, lại một tháng qua đi. Trương đại bàn thuật lợi xuất quan, cho thấy chiến lược Nguyên Anh không tầm thường. Từ từ mối quan hệ giữa các tu sĩ trên chiến thuyền càng thêm hài hòa. Các bữa tiệc hải ngư đủ màu sắc gần như mỗi ngày đều có. Ở bầu không khí thân thiện, vui vẻ này, chiến thuyền dần dần càng lúc càng tới gần mục tiêu của nó, Thông Thiên Đảo. Chiến thuyền càng lúc tiến tới gần điểm tới, tâm tình Bạch Tiểu Thần cũng không còn nhẹ nhõm. Nghĩ tới hầu tiểu muội trên Thông Thiên Đảo, nghĩ đến Đỗ Lăng Phỉ nhiều năm trước rời Tinh Không Đạo Cực Tông trở về Thông Thiên Đảo. Ở lòng hắn thực tế có sở dĩ tham dự chuyện Thiên Tôn Đồ Đệ Thu, chỉ là bị Thọ Nguyên Đan đả kích. Hắn muốn xem thử hầu tiểu muội an toàn không, lòng hắn vẫn rất nhớ mong. Lại một người khác là Đỗ Lăng Phỉ. Năm đó trước khi ta tới trường thành, nàng từng nói, khi ta về nàng nói cho ta biết tất cả. Lòng Bạch Tiểu Thần thì thào đứng trên bòng thuyền nhìn về nơi xa xăm. Trong trí nhớ của hắn rất nhiều bóng dáng nữ tử, vô luận là bóng dáng nào đều là không đặc biệt bằng Đỗ Lăng Phỉ. Hắn quen biết cùng Đỗ Lăng Phỉ là sau hầu tiểu muội, nhưng những chuyện Đỗ Lăng Phỉ cùng hắn trải qua lại ở trong đầu hắn, bất kỳ nữ tử nào cũng chưa từng có. Dãy núi Lạc Trần sinh tử khó lường, sau khi rơi xuống kiếm vực sâu, trên đường trở về đột nhiên mất tích. Thí luyện huyết tử trong Huyết Khê Tông, trong lúc tranh đấu lột mặt lạ, mắt hai bên tràn ngập cảm giác không thể nói ra lời, nhìn nhau. Còn có Tinh Không Đạo Cực Tông lặng lẽ chiếu cố, còn là biếu tặng thiên nhân hồn. Tất cả chuyện này khiến Bạch Tiểu Thuần không cách nào quên. Dù hắn đã không biết rõ được quan hệ giữa mình cùng Đỗ Lăng Phỉ rốt cuộc hẳn là một loại quan hệ thế nào. Nếu nói là thích cũng đã từng có, nhưng hiện tại bản thân Bạch Tiểu Thuần không biết. Thậm chí ngay cả chấp niệm năm đó, ý nghĩ tìm được Đỗ Lăng Phỉ theo thời gian trôi qua trở nên phai nhạt rất nhiều. Có thể lúc này còn lại ngoại trừ hối ức chỉ là một cái đáp án. Thần phận nàng tái nhiều đoán được một ít. Bạch Tiểu Thần than nhẹ một tiếng, mắt nhắm nghiền. Theo khoảng cách Thông Thiên Đảo càng lúc càng gần, chẳng những Bạch Tiểu Thần trầm mặc xuống, lòng mọi người trên chiến thuyền đột nhiên thấy áp lực. Mỗi người đều ngẩng đầu nhìn phía xa. Dần dần cuối cùng vào một ngày này, trong mắt Bạch Tiểu Thuần, ở đó tầm mắt mọi người mơ hồ thấy được thiên địa phát xa xuất hiện một cảnh tượng mơ hồ. Nó giống như là hòn đảo. Trong chớp mắt khi thấy hòn đảo này, từ những tu sĩ chiến thuyền liên tục truyền ra cái tiếng thở phào chào tới. Giờ phút này ánh mắt Bạch Tiểu Thuần cũng lộ tinh quang. Những người khác không thấy quá rõ, nhưng trong mắt hắn, đảo nhỏ này dù là không tính vô cùng rõ ràng lại có thể thấy được đại thể. Trong 1045, tại sao hắn lại tới tham gia náo nhiệt? Chính xác mà nói, đây là một hòn đảo nhỏ hình dạng tương tự hồ lô. Vòng lớn là trung tâm đảo nhỏ, vòng nhỏ là bến tàu. Ở giữa là dãy núi giống con rồng còn sống, nối liền hai vòng tròn với nhau. Trên đảo nhỏ, mỗi chỗ có các cung điện khắc lan ngọc thế. Những hành lang xanh la mạ như ẩn như hiện. Lại nhìn lên bên trong đảo nhỏ có ba ngọn núi cực lớn. Trên mỗi một ngọn núi đều là xây dựng cung điện kinh người. Lấy ngọn núi ở giữa làm chủ, hai bên là phụ. Dưới điện chủ là những bậc đá cạo chót vót uốn lượn. Con đường nối liền bên trong cung điện khiến toàn bộ đảo nhỏ này giống như hòa viên, lại giống như hoàng cung. Ở đây chính là Thông Thiên Đảo, đạo cung của Thiên Tôn. Trong mỗi tòa cung điện đều là tản ra uy áp kinh người. Số lượng cung điện khó có thể tính ra rõ ràng, nhưng Bạch Tiểu Thuần đảo mắt tính sơ qua dễ dàng phán đoán chúng là phải hơn 1000. Trên 1000 cung điện này, sau khi uy áp của chúng ngưng tụ một chỗ trùng hình thành khí thế giống rời non nấp biển, khiến thiên địa khiếp sợ thuần phục. Ngay hình như ngay cả Thông Thiên Hải chỗ đó cũng phải chấn tĩnh lại, hoàn toàn không dám dâng một chút gợn sóng nào. Dường như đảo này là một người khổng lồ đứng sừng sững trong thiên địa, mang uy nghiêm vô thượng bao quát xung quanh chúng sinh, cao cao tại thượng. Lúc này trong đại điện trên đỉnh núi giữa ba ngọn núi trên đỉnh có là một chiếc ghế lớn cực lớn, toàn thân làm bằng thủy tinh màu đen, hình thành thế tự nhiên.
Thủy tích này xuyên qua toàn bộ thân núi, giống như là nối liền với đáy của thông thiên hải. Có từng đạo tia chớp màu đen hình cung không ngừng chạy về phía bên trong, cuối cùng dung nhập ào ào trong cơ thể bóng người lúc này đang ngồi ở trên chiếc ghế, tràn ngập uy áp chính là Thiên Tôn. Gần như trong nháy mắt khi đám Bạch Tiểu Thần đến, Thiên Tôn chậm rãi mở mắt giống như là chiến thuyền tinh không đạo cực tông huyết xa, chân mày hơi nhíu. Thường thế quá nặng, cho nên ta chỉ hốt hoảng một nát không chú ý tới. Lão quỷ sứ đằng kia tung ra tấm lưới, trổ hết tài năng, toàn thân tiểu tử có niệm lực cuốn ấy, thế nào hắn cũng tới tham gia náo nhiệt. Dám thả hắn trở lại thế giới thông thiên, lão quỷ sứ năng, người tính, ta là giống năm đó lợi dụng huyết tổ, làm loại chuyện đó sao? Tới nhắn hoàn toàn tất cả kế hoạch sau đó thất bại, cuối cùng dùng ra thủ đoạn lật chơi. Tiếp theo đó, xem như ta không có gây bất lợi cho hắn, thậm chí trước khi hắn trưởng thành còn bảo vệ hắn sao? Vẫn là lão quỷ người hiểu ta. Nhưng nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta thật không muốn lại đi bước cuối cùng này. Sau khi Thiên Tôn trầm mặc hồi lâu vẫn nhắm mắt lại, dù Thiên Tôn nhắm mắt nhưng uy áp thông thiên đạo vẫn mãnh liệt. Lúc này, theo chiếc chiến thuyền tới gần thông thiên đảo, hơi thở Bạch Tiểu Thần trở nên nặng nề. Cũng chính lúc này mắt Bạch Tiểu Thần lóe lên, chợt nhìn phía thông thiên hải bên ngoài đảo nhỏ. Rất nhanh hắn thấy ba phương hướng khác nhau, đảo nhỏ, không ngờ có ba chiếc thuyền đang cùng với kích thước tương tự tinh không đạo cực tông họ. Nhưng dáng vẻ chiến thuyền khác, lúc này là gào thét từ các phía hướng nhau, lao thẳng tới bến tàu của thông thiên đảo. Ba chiếc chiến thuyền này lần lượt chiếm cứ ba hướng Tây Bắc cùng Nam. Trong đó, chiếc thuyền từ phía Tây đã tới, nó được chế tạo bởi đá màu xanh, khiến người ta một cái cảm giác giống như lay động được sơn hà, khí thế kinh người, phong cách cổ xưa vô cùng. Trên thuyền này Bạch Tiểu Thần mơ hồ là thấy được có không ít người đang đứng. Trong đó khí thế họ đứng trước phía trước nhất khiến cho người ta không khỏi chú ý. Người này giống như là một lão giả tiên phong đạo cốt, toàn thân chấn động, thiền nhân, hùng hồn vô cùng phong phú. Mặt chiến thuyền này từ Việt Nam đã tới, sau khi Bạch Tiểu Thần nhìn đến, mắt chợt co lại. Chiếc thuyền này đều được xây dựng bằng gỗ màu đen lại lượn lờ vô cùng khí đen, thầm trầm vô cùng, đồng thời mơ hồ thấy được bên trong khí đen kia, hình như có một con rồng đen nhượn như hiện. Chiếc điều mắt vừa đảo qua, Bạch Tiểu Thần liền nhịn không được cảm thấy tim đập rộn. Hình như con rồng đen này có đầy đủ uy lực kinh người là khí hồn của chiến thuyền. Ở đỉnh đầu con rồng đen hình như có bóng người đang ngồi khoanh chân. Tuy không rõ hình dáng nhưng có thể thấy được đường nét bên ngoài. Còn nữa, chính là tóc người này lại có thể không phải thực sự tồn tại, mà là từng sợi không ngừng tản ra khói đen. Chỉ có điều so với phía Tây cùng phía Nam, Bạch Tiểu Thần coi trọng nhất vẫn là chiến thuyền tới từ phương Bắc. Toàn thân thuyền từ phương Bắc này chế tạo từ hàn băng, tản ra hàn khí nồng đậm, đồng thời mơ hồ thấy được trong lớp băng lại từng tia chớp tán loạn, phát ra tiếng nổ âm âm, dâng lên khí thế kinh thiên, thật sự có cảm giác dũng mãnh, khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Đặc biệt khiến Bạch Tiểu Thần đặc biệt chú ý phía trước chiến thuyền phương Bắc, đại án giống như là sắt thép, đứng nơi đó. Đại án này cao chừng 3 trượng, toàn thân tráng kiện vô cùng. Dù không nhìn rõ bóng dáng, khí thế án mạnh mẽ khiến cho ánh mắt Bạch Tiểu Thuần ở đây cũng cỏ lại. Không có cần nhắc tới bất kỳ manh mối nào, Bạch Tiểu Thuần lập tức hiểu ra ba thuyền này chính là tù sĩ ba mạch cá của thông thiên hải. Hiển nhiên lần này chiến thuyền tinh công đạo cực tùng xuất phát là triển khai đồng bộ cùng ba mạch cá. Thậm chí phương diện tốc độ bọn họ là chênh lệch không bao nhiêu, điều này khiến họ thật là đến cùng lúc một lúc. Là triển khai đồng đội cùng ba mạch khác. Thậm chí ở phương diện tốc độ của bọn họ cũng chênh lệch không có bao nhiêu, điều này khiến cho họ thực sự đến cùng một lúc. Đây là lần đầu Bạch Tiểu Thần thấy tù sĩ ba mạch khác, dù mấy ngày này hắn là thông qua vị trưởng lão Nguyên Anh kia chịu trách nhiệm tìm hiểu tình báo, hiểu rõ không ít chuyện ba mạch, nhưng sau khi hắn thấy vẫn thấy hơi thở có chút dồn ép. Những tu sĩ phía sau hắn cũng vậy, mỗi người đều tập trung tinh thần nhìn lại. Lúc này mọi người mới
nhìn lên trên ba chiếc thuyền đều ở đó quan sát. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí này càng thêm áp lực. Bốn chiếc chiến thuyền từ bốn mạch lớn đến, phương diện tốc độ chậm rãi chậm lại. Họ là dần dần chạy về phía bốn tàu của Thông Thiên Đảo. Chương 1046: Khát vọng bại một lần. Thượng. Sau khi tới gần, tù sĩ trên bốn chiếc thuyền vừa nhìn vừa thêm hiểu rõ. Bạch Cẩu Thần cảm nhận từng ánh mắt trực tiếp rơi vào người mình. Cũng chính vào lúc này, vị trưởng lão Nguyên Anh rất quen thuộc với ba mạch bên cạnh nhanh mở miệng giới thiệu mọi người về tu sĩ ba mạch khác. Ngoại trừ Đông mạch Tinh Công Đạo Cực Tông chúng ta ra, ba mạch khác theo thứ tự là Tây mạch Thái Đấu Hám Nguyệt Tông, Nam mạch Long Đẳng Quỷ Hải Tông, Bắc mạch Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Mọi người chú ý Tây mạch Thái Đấu Hám Nguyệt Tông một chút. Lão già này thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, tên là Linh Tiền Thượng Nhân. Người này am hiểu sơn thạch, có thể hóa người sống thành đất đá, rất cường hãn. Thái Đấu Hám Nguyệt Tông chuyên tâm vào đạo pháp ngũ hành, dù là thoạt nhìn bình thường, thực tế lại là tông môn đỉnh phong về đạo pháp ngũ hành, có thể rời núi nấp biển. Về phần tu sĩ Nguyên Anh bên cạnh hắn, dù phần lớn những người đó ta không biết, nhưng bên trong có một người các vị đạo hữu nhất định đặc biệt coi trọng. Người này chính là thanh niên đứng phía bên phải của Linh Tiền Thượng Nhân kia. Tên hắn là Thạch Nghiêm, tuy tu vị Nghiêm Nguyên Anh, nhưng lại là đệ nhất Nguyên Anh của Thái Đấu Hám Nguyệt Tông. Từng có chiến tích đánh một trận kinh người với thiên nhân sơ kỳ không chết. Theo lời giới thiệu, mắt Bạch Tiểu Tuần cũng rơi vào trên người thanh niên cao ngạo đứng bên phải Linh Tiền Thượng Phẩm. Mọi người chú ý Nam mạch Long Đằng Quỷ Hải Tông một chút. Tu sĩ ngồi trên hắc long hồn tên là Thiên Quỷ Tử. Người này vốn chính là một lão quỷ ngàn năm, tu luyện quỷ đạo, giống như nghịch thiên thành tựu thiên nhân, chiến lực càn vượt qua cùng cảnh. Phải lưu ý tóc của hắn, từng sợi khói màu đen kia, tổng cộng hơn 1000 sợi, mỗi một sợi đều có thể hình thành đạo pháp giết người. Long Đằng Quỷ Hải Tông am hiểu thuật biến hình, có thể biến thành mãnh thú, tăng cao chiến lực. Trừ điều đó ra cũng không thiếu người giống Thiên Quỷ Tử, tu luyện quỷ đạo, thuật pháp khó lường quỷ dị. Dù phần lớn trong đó đều là tán tu, nhưng Long Đằng Hải Quỷ Hải Tông này có thể là tuyệt thế thiên kiều. Người này tên là Tôn Ngô. Các người nhìn đi, phía sau chiến thuyền bọn họ, một người đứng đó, toàn thân da màu xanh giống lệ quỷ, tên là Tôn Ngô. Mắt Bạch Tiểu Tuấn rơi vào chiến thuyền gỗ đen của Nam Mạch, cẩn thận nhìn bóng người trên con sông đen. Lúc này khoảng cách giữa hai bên đã gần lại, nhìn thấy rõ ràng trên con sông đen, thân thể Thiên Quỷ Tử giống hư ảo, tản ra khí tức vô cùng âm u lạnh lẽo. Dường như chú ý ánh mắt Bạch Tiểu Thuần, mắt hắn có u quang lóe, giống một thanh lợi kiếm trực tiếp trường mắt phía Bạch Tiểu Thuần. Không chỉ như vậy, khí tức của hắn còn mang ánh mắt đến, dường như muốn chấn áp mọi người trên chiến thuyền Tinh Không Đạo Cực Tông. Trường mắt với ta cũng vậy, thôi lại còn kiêu ngạo muốn chấn áp người của ta. Bạch Tiểu Thuần nhất thời không phục, lúc này cảm thấy trên phương diện khí thế tuyệt không thể thua, vì vậy trợn trừng mắt trở lại. Trong loại đối kháng đấu mắt cao tầng, đời này Bạch Tiểu Thuần cho tới giờ chưa từng thua, sức lực rất mạnh. Bất luận là Linh Khê Tông trước kia, Huyết Khê Tông hoặc là Nghịch Hà Tông, Tinh Không Đạo Cực Tông, cho dù mặt đất man hoang, có thể nói tất cả những nơi Bạch Tiểu Thuần đi qua, trên phương diện bản lĩnh đấu mắt này hắn tự nhận hắn là đứng thứ hai thì không người nào dám nhận mình thứ nhất. Cho dù thực sự có người không phục, Bạch Tiểu Thuần cũng sử dụng ánh mắt mình nói cho đối phương biết chỗ sắc bén của mình. Chỉ thấy khắc này, trong mắt Bạch Tiểu Thuần giống như ẩn chứa tia chớp, dường như những người kia xuất hiện ở tám phương không nghe thấy. Chỉ có hắn cùng người đấu mắt với hắn có thể cảm thấy được tiếng sấm chớp rền vang. Thanh âm cực kỳ lớn, uy lực tia chớp kinh thiên động địa. Giờ phút này điều đó là khiến khí thế Bạch Tiểu Thuần không ngừng quật khởi. Tất cả khí thế ngưng tụ trong mắt hắn. Trong cảm giác bản thân Bạch Tiểu Thuần, lúc này ánh mắt của mình hóa thành một thanh lợi kiếm, long trời lở đất. Thế không thể đỡ, lấy một cái ý dường như muốn nghiền ép chúng sinh, trực tiếp đánh vào mắt của Thiên Quỷ Tử. Dám đấu mắt với ta,
Lòng Bạch Tử Thần vô cùng cuồng ngạo, mắt trợn trừng giống thiên hạ trên mặt đất chỉ hắn độc tôn. Thiên Quỷ Tử sửng sốt, dù là lão quỷ hắn là sống từng trải ngàn năm, lúc này cảm thấy vô cùng kinh ngạc, xác định đây là lần đầu thấy vị thiên nhân tinh không đạo cực tông này. Giữa bọn họ chắc hẳn không có mối thù chuyển kiếp mới đúng, nhưng đối phương lại giống như là hùng thật ác sắc, mắt sắc bén, phối hợp với biểu tình nghiến răng nghiến lợi, khiến Thiên Quỷ Tử chẳng biết phải sao. Đồng thời là không biết tại làm sao hắn lại có chút không thích ứng. Miễn cưỡng nhìn một lát, sau đó vội hò một tiếng thu hồi ánh mắt. Mắt thấy Thiên Quỷ Tử không có tiếp tục cùng mình đấu mắt, Bạch Tiêu Thuần vừa xuất quần đã chiến thắng giòn giã, lòng càng cao ngạo, đứng trên chiến thuyền tay áo khẽ vùng hất cằm. Lòng là có một loại cảm giác tịch mịch khi làm vô địch thiên hạ. Hắn trùng quỷ không phải là đối thủ của ta. Ai, không biết tới năm nào tháng nào ta mới có thể gặp một vị lực lượng ngang hàng cùng ta. Ta khát vọng bại một lần. Trong lúc Bạch Tiêu Thuần cảm thán, những tu sĩ xung quanh hắn cũng không chú ý. Thời gian ngắn ngủi này, Bạch Tiêu Thuần cùng Thiên Quỷ Tử tiến hành một cuộc chiến đấu mắt có 1-0-2. Nhưng Tống Khuyết hiểu rõ Bạch Tiêu Thuần, vừa rồi khi hắn trộm liếc nhìn một cái lập tức biết lụi tình, thật ra hắn không khỏi cảm thấy quái dị, có loại kích động muốn che mặt. Những người này đều là thiên nhân, thế nào còn đi đấu mắt? Tống Khuyết cảm thấy mình thực sự không có cách nào hiểu được với thế giới của Bạch Tiêu Thuần. Cũng chính lúc này, vị trưởng lão nguyên anh của Tinh Không Đạo Cực Tông hiểu rất rõ với ba tông khác, lời tiếp tục vang trong tai Bạch Tiêu Thuần cùng với những người bốn phía xung quanh. Người cuối cùng là Bắc Mạch Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Trong 1047, khát vọng bại một lần, hạ. Lão Phu từng có một vài nhiệm vụ tông môn tìm hiểu tối đa đối với Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Cho Bắc Mạch Tông này hoang vắng, quanh năm băng tuyết bao trùm, khí hậu ác liệt. Dù là khá hơn so với Man Hoang rất nhiều, nhưng ý hàn băng này khiến người ở đó đều là đầy đủ thể phách kinh người, có thể nói là nhất trong tứ mạch. Cũng chính vì địa lý vị trí đặc biệt, cho nên mới bắc mạch khác chúng ta và hai mạch Tây Nam, toàn bộ bắc mạch chính xác mà nói chỉ một tông môn là Cửu Thiên Vân Lôi Tông này. Xung quanh tông này hình thành mỗi một gia tộc tu chân, gần như tất cả tu sĩ có thể xem là đệ tử của Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Mà đệ tử tông môn khác từ thân phận nhất trọng thiên cho tới cửu trọng thiên, càng về sau thân phận càng cao. Vị trưởng lão Nguyên Anh hiểu rõ với tình hình tam tông lúc này nhỏ giọng mở miệng. Các người nhìn trên chiến thuyền Cửu Thiên Vân Lôi Tông, đại hán đứng trước mặt, đừng tưởng rằng cái này là một người, cẩn thận nhìn kỹ các người phát hiện, đó là hai người đứng chung một chỗ. Theo lời lão già, Bạch Tiêu Thuần sửng sốt, mắt chợt nhau, tập trung tinh thần nhìn về Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Bởi khoảng cách giữa hai bên đã đến gần, Bạch Tiêu Thuần lập tức thấy, đứng trên thuyền Cửu Thiên Vân Lôi Tông, đại hán đứng trước nhất lại có thể thực sự không phải một người, mà là hai người cùng chung một chỗ, chỉ có điều thân thể hai người này quá mức cổ quái. Một người trong đó bên trái thân thể tráng kiện vô cùng, bất luận tay trái chân trái lại hoặc là bên trái ngực với đầu đều như vậy. Tay chân bên phải cùng thân thể hắn như bị khô héo, rõ ràng thu nhỏ, khiến toàn thân thoạt nhìn không phù hợp. Về phần người còn lại, ngược lại, phần khô héo là phần thân thể bên trái. Phía thân thể bên phải lại khổng lồ, hai người quỷ dị khi họ đứng chung một chỗ, từ xa nhìn qua cơ bản không nhìn ra hai người. Nhất là thân thể bên trái lại đều giống nhau như đúc. Sau khi Bạch Tiêu Thuần thấy rõ, lòng thất kinh, hắn lại nhìn rõ tu vị hai người này, không ngờ đều là thiên nhân trung kỳ. Họ có hùng danh hiển hách của Cửu Thiên Vân Lôi Tông, Vân Lôi Tử. Có người nói Vân Lôi Tử trước kia chỉ là một người, nhưng vì tu hành phương pháp nghịch thiên nào đó, thử đi đột phá thiên nhân trùng kỳ, lỗ lực bước vào thiên nhân hậu kỳ thất bại. Thân thể hắn chịu không nổi dưới sự cắn trả phân liệt, lúc này mới hóa thành hai thân thể có ý thức từng người. Dù như vậy nhưng Vân Lôi Song Tử có bí pháp, có thể khoảng thời gian ngắn xung hợp lại, một lần nữa hồi phục thành một người. Sau đó, hắn mới là chân chính Vân Lôi Tử, tu bị cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn nhảy tới thiên nhân hậu kỳ. Theo lão giả giới thiệu, Bạch Tiêu Thuần chậm rãi hốc miệng, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thiên nhân hai tông khác đều là thiên nhân trung kỳ. Bạch Tiêu Thuần không có áp lực lớn, nhưng hiện tại Vân Lôi Tử là hai thiên nhân trung kỳ, quá đáng hơn là sau khi hợp thể nàn ra lực lượng thiên nhân hậu kỳ, khiến Bạch Tiêu Thuần lập tức cảnh giác. Hiện tại dù hắn có thể thắng thiên nhân trung kỳ, đối với thiên nhân hậu kỳ lòng không nắm chắc.
Còn nữa, ba người phía sau Vân Lôi Tử, mọi người cũng phải đặc biệt chú ý, bọn chúng là Nguyên Anh cửu trọng thiên đại viên mãn, theo thứ tự là Hàn Nguyệt Mai, Trung Chấn Sơn cùng Lôi Nguyên Tử. Nhất là Lôi Nguyên Tử, thân là đồ nhi thân truyền của Vân Lôi Tử, đứng đằng sau Vân Lôi Tử, gầy teo nhỏ bé, có chút lưng còng chính là hắn. Đối với người này, mọi người cực kỳ cảnh giác, trình độ nguy hiểm quá so với Hàn Nguyệt Mai cùng Trung Chấn Sơn đều mãnh liệt hơn. Thủ đoạn người này cực kỳ độc ác, lạnh lùng, tàn khốc vô tình, quỷ dị đa đoan, rất khó chơi, đồng thời còn là người bụng dạ hẹp hòi. Nó xả nhanh mở miệng không ngừng giới thiệu một chút cho mọi người biết kiến thức qua với ba tông. Bạch Tổ Thần cũng trọng điểm nhìn cửu tiên Vân Lôi Tông nhiều hơn vài lần, bởi hắn nhớ rõ ràng Linh Khê Lão Tổ từng nói Linh Khê Nhân Bạch xuất xứ từ Hàn Môn Thông Thiên Hà Bắc Mạch. Cửu tiên Vân Lôi Tông này là kẻ thù lớn nhất, khiến cho một số Hàn Môn gần như bị diệt. Thiên Nhân là một người lại bị điền tự mình hóa thành hai người, tu sĩ phía dưới cửu trọng thiên lợi hại nhất. Lôi Nguyên Tử thoạt nhìn như hầu tử, đây là tông môn kỳ quái gì vậy? Ấn tượng Bạch Tiểu Thuần đối với cửu thiên Vân Lôi Tông không tốt, bĩu môi. Lúc tâm trạng Bạch Tiểu Thuần không vui nói thầm, bốn chiếc thuyền từ bốn mạch cũng là từ từ tới bến tàu, lát sau dưới vài tiếng lộ lớn vang, bốn chiếc chiến thuyền khổng lồ cuối cùng dừng hẳn ở trên bến tàu. Sau khi dừng lại, tu sĩ trên bốn chiếc chiến thuyền lộ ra tâm tư nghiêm nghị, nhất nhất rời thuyền. Cũng đó từng ánh mắt còn là nhiều hơn so với trước, không ngừng quan sát những tu sĩ tứ mạch. Đồng dạng trong ba mạch cá cũng giống tu sĩ như trưởng lão Nguyên Anh giới thiệu ba mạch cho đám Bạch Tiểu Thuần, lúc này tất cả là nhanh chóng nói nhỏ giới thiệu tu sĩ mạch mình. Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm giác nhận được rất nhiều ánh mắt không ngừng đảo qua trên thân mình, lòng thực hiếu kỳ muốn biết người khác giới thiệu mình thế nào, vì vậy nhịn không được lặng lẽ tản thần thức muốn đi nghe trộm. Mọi người trọng điểm lưu ý vị Bạch Tiểu Thuần của Đông Mạch Tinh Không Đạo Cực Tông. Đừng tưởng hắn là tu vị thiên nhân, sẽ không tham dự vào cuộc tranh đấu giữa các tu sĩ Nguyên Anh các ngươi. Nếu nghĩ vậy, các ngươi sai hoàn toàn. Căn cứ tin tình báo, người này tâm lý vạn vẹo, thích nhất là ỷ lớn hiếp nhỏ. Rõ ràng chiến lực cảnh giới thiên nhân có 102 ở Tinh Không Đạo Cực Tông, nhưng cả đời này hắn thích nhất làm chính là khi dễ người tu vị thấp hơn so với hắn. Vô sỉ đến cực điểm, mọi người nhất định phải cẩn thận.